Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Hà Audio, và nhân cái dịp tuần mới thì em cũng xin thay mặt kênh xin gửi lời chúc đến các bác cũng như là gia đình và người thân có thật nhiều là sức khỏe này và gặp nhiều cái niềm vui ở trong cái cuộc sống. Thực sự là cái thời gian trôi đi quá là nhanh đúng không ạ? Mới bữa trước thì còn hơn 40 ngày rồi thì cả 2 tháng nữa thì mới đến Tết, nhưng mà thực sự là cho đến bây giờ thì cũng chỉ vỏn vẹn còn có tầm 1 tháng nữa thôi là chúng ta lại bắt đầu là đón Tết âm lịch rồi. Và cái ngày còn bé thì có vẻ như là ai thì cũng mong được sớm được đến Tết này, mong thì được mua quần áo đẹp cũng như là được gói bánh chưng, được tiền mừng tuổi đúng không ạ? Nhưng mà sau khi mà lớn lên thì có vẻ như là ai thì cũng sợ Tết, sợ đón thêm tuổi mới, sợ già đi này, sợ chi phí cho ngày Tết tốn kém này, và cũng sợ là bị say trong những ngày Tết nữa đúng không ạ? Cũng là cái thời gian trôi đi rất là nhanh và quay đi ngoảnh lại thì cũng chả mấy lần là chả mấy chốc được qua đi được vài cái lần đôi mươi đúng không ạ? Sau khi đấy thì lại phải chứng kiến cái cảnh gọi là che già mang mọc, cái là cái quy luật cuộc sống rồi. Đấy, thôi và quay trở lại với lại cái sản phẩm của ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến các bác đây thì trước mắt các bác thì cũng đang là một cái chiếc đầu CD đến từ cái hãng cái thương hiệu Acufay, và hôm nay thì có cái mã model là Acufay DP55 các bác nhá. Nhắc đến cái thương hiệu Acufay thì các bác sẽ nghĩ ngay đến các cái sản phẩm rất là đắt đỏ, rất là giữ giá này, nhưng mà hôm nay thì với DP55 thì sẽ có một cái mức giá cực kỳ là tốt để các bác chơi trong những cái ngày Tết này các bác nhá. Và hôm nay thì với một cái mức giá cũng chỉ có 38 triệu thôi. Với DP55 thì ngoài cái khả năng chơi CD ra thì các bác cũng có thể là sử dụng được như là một cái em giải mã độc lập. Đấy, mua một thì các bác sẽ được hai thì cũng sẽ giúp cho các bác tiết kiệm được một khoản khá là lớn đúng không ạ? Và các bác có thể là tận dụng các cái đường như là optical hay là coaxial ở phía sau ấy thì để các bác giải mã cái đường cái giải mã tín hiệu từ trên Smart TV xuống. Thi thoảng thì nghe thay đổi các loại thể loại nhạc thì cũng rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Và Acufay DP55 thì đã bắt đầu là được hãng đưa vào sử dụng là cái mạch MMB đúng không ạ? Sẽ cho các bác một cái chất lượng âm thanh thì cực kỳ là ngọt ngào này, tiếng rất dày dặn, rất là chi tiết đấy. Và cái điều đặc biệt ở trên cái trên trên DP55 này là máy rất là bền và rất là khỏe và nó không bị kén đĩa không nhá. Đấy, mắt rất là trâu. Và máy này thì có cái kích thước chiều ngang là 47.5 và chiều cao là 14, chiều sâu là 38.4 không nhá. Trọng lượng của em này là 10,8 cân. Và sau đây thì em xin được quay gần lại hơn để giới thiệu cho các bác chi tiết hơn về em này có nhá. Em này về hàng thì thực sự là với cũng không phải là quá là xuất sắc 98-99% các bạn. Đấy, cũng có một vài cái điểm cấn ở phía dưới này các bác nhá. Phía dưới này, chỗ này thì bằng nhựa. Đấy, cũng không sao cả. Và ngoài ra thì bên này thì cũng có một vài cái vết nhỏ nhỏ này. Một vài vết thôi, cũng không đáng kể các bạn. Đấy, bên này thì cũng có. Nói chung là hình thức của em này thì vẫn còn trên 95% các bạn. Đấy, cũng thoải mái để các bác sử dụng rồi. Trên này thì cũng là cái dấu vân tay của em thôi các bác nhá. Và đây là phía sau đấy ạ. Các bác sẽ có các cái đường giày mã nhìn là coaxial hay là optical đúng không ạ? Cái đường ra thì các bác cũng sẽ ra được qua RCA hoặc và cũng đã được lên cả ba lăng luôn này. Đấy, đây là cái số series của máy phía sau là 702 các bác. Và các cái phụ kiện đi kèm thì các bác sẽ có là cái quyển Catalo dây nguồn mình kia gửi về và một cái quyển Catalo về các cái sản phẩm Sehin của hãng các bạn. Đây là cái quyển cái này là cái tờ giấy linh tinh thôi, cũng có cả khiển luôn các bác nhá, rất là hay. Và sau đây thì em xin được bật máy lên để giới thiệu đến các bác chi tiết hơn về cái sản phẩm ngày hôm nay nhá. Đấy, nhận luôn các bạn. Đấy, hiện tại thì em đang dùng cái đĩa cóp các bác nhá. Đấy, đối với các bác mà eo hẹp về kinh tế thì cũng có thể là sử dụng cái đĩa cóp này được, tại vì là cái chất lượng âm thanh thì cũng có thể là nghe được rồi. Đấy. Và sau đây thì em xin được bật một vài bài lên để các bác test thử về cái mắt xem là có chạy có khỏe không các bác nhá. Chạy luôn các bạn. Nick qua vài bài. Chạy luôn. Máy rất là khỏe. Đấy. Và sau đây thì em xin được test thử gửi đến các bác một bài để các bác tham khảo về cái chất âm của em này các bác nhá. Okay. Và máy này thì về hàng thì với một cái mức giá chỉ có 38 triệu thôi. Và các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cũng như là qua fanpage em để trong phần mô tả các bác nhé, qua Zalo đấy.
Em cũng xin được dừng cái video này tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ. Tình ta gửi gió mời.